Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà tọa lạc tại khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Nói đến khu dân cư Tân Quy Đông thì khoảng hơn 20 hectare và có một cái bờ sông bao quanh cực kỳ thoáng mát đối diện Phú Mỹ Hưng, và là một cái trung tâm của quận 7, nơi mà có thể là mua bán ăn uống sầm uất nhất của quận 7 luôn. Thì vị trí của các khu dân cư thì di chuyển khá thuận tiện, mình có thể đi ra siêu thị Lotte Max, đi ra bệnh viện Pháp Việt, đi trung tâm triển lãm, đi Phú Mỹ Hưng thì chỉ mất 5 phút. Và căn nhà mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị là diện tích là 12x20, được thiết kế 2 lầu, và như mọi người nhìn thấy thì bên trong nội thất cực kỳ sang trọng luôn cả nhà. Toilet thì được dán gạch và những cái thiết bị vệ sinh cao cấp. Thì được thiết kế 2 lầu và gồm khoảng 5 phòng ngủ, có giếng trời và vị trí đẹp đối diện công viên. Số hồng đầy đủ. Quý chị cần thêm thông tin về căn nhà hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp đầy đủ chi tiết thông tin về căn nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.